tản không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp ngũ nhãn, mặc áo giáp lục thông, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp mười lực của Phật, mặc áo giáp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức thân tướng Phật, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp thế giới 3 lần ngàn, cũng khiến 3 trong 6 cõi biến động, trong đó những khổ cụ ở địa ngục như lửa vân vân và sự thống khổ thân tâm của các hữu tình ấy đều được diệt trừ. Bồ Tát biết họ đã lìa được các khổ, liền vì họ mà xưng tán công đức tam bảo, họ được nghe rồi thân tâm an lạc, từ đó chết đi sanh vào trong cõi trời người, liền được phụng sự hầu hạ chư Phật Bồ Tát thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, trong đó bàng sanh tàn hại lẫn nhau, dùng roi đánh đuổi bức bách, các khổ vô lượng đều được diệt trừ. Đại Bồ Tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức tam bảo, họ được nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi sanh vào cõi trời người, liền được phụng sự hầu hạ chư Phật Bồ Tát thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, trong đó quỷ giới, sự sợ hãi, đói khát, thân tâm tiểu tụy, khổ não, các khổ vô lượng đều được trừ diệt. Bồ Tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức tam bảo, họ được nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi sanh vào trong cõi trời người, liền được phụng sự chư Phật Bồ Tát thân thừa cúng dường, nhận lãnh chánh pháp âm, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại quang minh chiếu khắp vô số thế giới chư Phật trong 10 phương, cũng khiến 3 trong 6 cõi của thế giới kia biến động, trong đó địa ngục, bàng sanh, quỷ giới có các khổ đều được trừ diệt. Bồ Tát biết họ đã lìa các khổ, cũng vì họ mà xưng tán công đức tam bảo, họ được nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi sanh vào trong cõi trời người, liền được phụng sự hầu hạ chư Phật Bồ Tát thân thừa cúng dường, nhận chánh pháp âm, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hay đệ tử của y ở ngã tư đường trước đám đông, biến thành vô lượng hữu tình, thọ các thứ khổ trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, cũng lại phóng quang làm đại địa biến động, khiến cho các cái khổ của hữu tình kia đều dứt. Lại vì họ mà xưng tán tam bảo Phật pháp tăng, khiến họ nghe rồi thân tâm an lạc, từ đây chết đi sanh vào trong cõi trời người, thừa sự cúng dường chư Phật Bồ Tát ở chỗ chư Phật, nhận chánh pháp âm. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như vậy, phóng đại quang minh làm biến động đại địa, cứu giúp nỗi thống khổ của hữu tình nơi 3 đường ác trong vô lượng thế giới, khiến sanh vào cõi trời người, thấy Phật nghe pháp cũng lại như vậy. Tuy là có làm nhưng không có một cái gì là thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát an trú bồ thí ba la mật đa, biến cả thế giới 3 lần ngàn thành như ngọc phệ lưu ly, tự thân cũng hóa làm chuyển luân vương, có 7 báu quyến thuộc trước sau vây quanh, trong đó hữu tình cần ăn thì cho ăn, cần uống thì cho uống, cần y phục thì cho y phục, cần xe thì cho xe, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, phòng xá, ngoạ cụ, đèn đuốc, thuốc men, vàng bạc, trân châu, san hô, bích ngọc và các thứ dụng cụ khác để nuôi sống, tùy theo sự nhu cầu mà cho tất cả. Làm việc bố thí như vậy rồi, lại vì họ mà nói pháp tương ưng 6 phép ba la mật đa, khiến họ nghe rồi cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đối với pháp tương ưng 6 phép ba la mật đa thường chẳng xa lìa,
thì nảy thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đại chúng nơi ngã tư đường, biến hóa thành các loại hữu tình, nghèo khổ, cô độc, tật nguyền, bệnh hoạn, tùy theo sự nhu cầu của họ, đều biến hóa ra mà cho. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát an trú bố thí ba la mật đa, hoặc biến thế giới thành như ngọc phệ lưu ly, hoặc tự thân hóa làm chuyển luân vương, vân vân, tùy theo nhu cầu của loài hữu tình mà cho, và vì họ mà tuyên nói pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa cũng là như vậy. Tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú tịnh giới ba la mật đa, vì muốn lợi lạc các hữu tình, sanh vào nhà chuyển luân vương, nối ngôi chuyển luân vương, an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở trong 10 thiện nghiệp đạo, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở 4 tịnh lự, hay 4 vô lượng 4 định vô sắc, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở 4 niệm trụ, hay 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở pháp môn giải thoát không, hay pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở bố thí ba la mật đa, hay tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở năm loại mắt, hay sáu phép thần thông, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở 10 lực của Phật, hay 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khiến an trụ rồi, cho đến chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Đối với pháp như vậy thường chẳng xa lìa, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông nơi ngã tư đường, biến ra vô lượng hữu tình khiến an trú trong 10 thiện nghiệp đạo, hoặc lại khiến an trú 4 tịnh lự cho đến trí nhất thiết tướng. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát vì hữu tình sanh vào nhà chuyển luân vương, nối ngôi chuyển luân vương, an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở 10 thiện nghiệp đạo, hoặc lại an lập vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình ở 4 tịnh lự cho đến trí nhất thiết tướng cũng là như vậy. Tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn vậy. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú an nhẫn ba la mật đa, thì cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú an nhẫn ba la mật đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự an trú an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú an nhẫn ba la mật đa? Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí mặc áo giáp an nhẫn, thường tự nghĩ, giả sử tất cả hữu tình cầm dao gậy đất đá vân vân đến làm hại ta, hoàn toàn chẳng khởi lên một niệm tức giận, và khuyên các hữu tình cũng nhẫn như vậy. Thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy như ý nghĩ trong tâm và sự tiếp xúc với cảnh không trái nhau, và khuyên các hữu tình an trú nhẫn như vậy cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đối với nhẫn như vậy thường chẳng xa lìa, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông nơi ngã tư đường, biến hóa ra đủ các loại hữu tình, đều cầm dao gậy đất đá vân vân làm hại nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y. Khi ấy nhà ảo thuật đối với các hữu tình biến hóa ra đó đều chẳng khỏi tâm muốn báo oán, mà khuyên những hữu tình ấy an trú an nhẫn như vậy. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát mặc áo giáp an nhẫn, tự an trú an nhẫn ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú an nhẫn ba la mật đa, thường chẳng xa lìa, cũng lại như vậy. Tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn.
Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú tinh tấn Ba La Mật Đa, thì cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú tinh tấn Ba La Mật Đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự an trú tinh tấn Ba La Mật Đa? Cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình an trú tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với sự tinh tấn như vậy thường chẳng xa lìa. Thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông nơi ngã tư đường biến hóa ra đủ các loại hữu tình, và nhà ảo thuật đó tự thể hiện hăng hái, thân tâm tinh tấn, cũng khuyên hữu tình được biến hóa ra tu tinh tấn hăng hái như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, thân tâm tinh tấn, đoạn các pháp ác, tu các pháp thiện, cũng khuyên hữu tình tu tập như vậy, thân tâm tinh tấn cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú tịnh lự Ba La Mật Đa, cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú tịnh lự Ba La Mật Đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự an trú tịnh lự Ba La Mật Đa? Cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú tịnh lự Ba La Mật Đa. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp an trú định bình đẳng, chẳng thấy các pháp có định có loạn, mà thường tu tập tịnh lự Ba La Mật Đa như vậy, thì cũng khuyên vô số trăm ngàn hữu tình tu tập tịnh lự bình đẳng như vậy, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với định như vậy thường chẳng xa lìa. Thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông nơi ngã tư đường biến hóa ra đủ các loại hữu tình, nhưng nhà ảo thuật kia đối với pháp tự hiện an trú định bình đẳng, cũng khuyên các hữu tình được biến hóa ra tu tịnh lự bình đẳng như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp an trú định bình đẳng, cũng khuyên hữu tình tu tập tịnh lự bình đẳng như vậy, thường chẳng xa lìa. Cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tự an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình khiến an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tự an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa vô hí luận, chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh, và chẳng thấy có sự sai biệt giữa bờ bên này và bờ bên kia, thì cũng khuyên vô lượng vô số trăm ngàn hữu tình an trú tuệ vô hí luận như vậy, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với tuệ như vậy thường chẳng xa lìa. Thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện, như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông nơi ngã tư đường biến hóa ra đủ các loại hữu tình, và nhà ảo thuật đó tự hiện an trú tuệ vô hí luận, cũng khuyên các hữu tình biến hóa ra ấy khiến họ tu tập bát nhã như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát tự an trú Bát Nhã Ba La Mật Đa vô hí luận, cũng khuyên hữu tình tu tập tuệ vô hí luận như vậy thường chẳng xa lìa. Cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự biến thân mình cùng khắp thế giới chư Phật như vậy, tùy theo sự ưa thích của hữu tình mà thị hiện, tự an trú bố thí Ba La Mật Đa, khuyên kẻ san tham khiến an trú bố thí,
Tự an trú tịnh giới ba la mật đa, khuyên kẻ phạm giới khiến an trú tịnh giới. Tự an trú an nhẫn ba la mật đa, khuyên kẻ bạo ác khiến an trú an nhẫn. Tự an trú tinh tấn ba la mật đa, khuyên kẻ giải đãi khiến an trú tinh tấn. Tự an trú tịnh lự ba la mật đa, khuyên kẻ loạn tâm khiến an trú tịnh lự. Tự an trú bát nhã ba la mật đa, khuyên kẻ ngu si khiến an trú diệu tuệ. Thì Đại Bồ Tát như vậy đã an lập hữu tình ở 6 phép ba la mật đa rồi, lại tùy theo tiếng nói của mỗi loại mà nói pháp tương ưng 6 phép ba la mật đa, khiến họ nghe rồi, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đối với pháp tương ưng 6 phép ba la mật đa thường chẳng xa lìa. Thiện hiện như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông, nơi ngã tư đường biến hóa ra đủ các loại hữu tình. Và nhà ảo thuật ấy tự hiện an trú 6 phép ba la mật đa, cũng khuyên những hữu tình được biến ra, khiến họ an trụ. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện Đại Bồ Tát ở khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương tự hiện thân mình. Tùy theo loài mà an trú 6 phép ba la mật đa, cũng khuyên hữu tình khiến họ an trú cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thường chẳng xa lìa cũng lại như vậy, tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp các công đức như trên đã nói, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, lợi ích an lạc tất cả hữu tình, chẳng xen lẫn tác ý thanh văn độc giác, nghĩa là chẳng nghĩ thế này. Ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bố thí ba la mật đa, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở bố thí ba la mật đa, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở cái không nội, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cái không nội, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn tịnh lự, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở bốn tịnh lự, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn vô lượng bốn định vô sắc, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn niệm trụ, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở bốn niệm trụ, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát không, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở pháp môn giải thoát không, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở năm loại mắt, còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập.
Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở năm loại mắt. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 6 phép thần thông. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở 6 phép thần thông. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 10 lực của Phật. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở 10 lực của Phật. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả dự lưu. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở quả dự lưu. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở quả nhất lai bất hoàn a la hán và quả vị độc giác. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở quả nhất lai bất hoàn a la hán và quả vị độc giác. Chẳng nghĩ thế này, ta sẽ an lập hữu tình như thế ở đạo bồ tát quả vị giác ngộ cao tột. Còn hữu tình như thế thì sẽ chẳng an lập. Chỉ nghĩ thế này, ta sẽ an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở đạo bồ tát quả vị giác ngộ cao tột. Thì này thiện hiện, như vậy gọi là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa. Thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y ở trước đám đông tại ngã tư đường, biến hóa ra vô lượng vô số vô biên hữu tình, an lập ở 6 phép ba la mật đa cho đến an lập ở quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện, theo ý ông thì sao, việc biến hóa như vậy là có thật hay chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện, đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở 6 phép ba la mật đa cho đến an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình ở quả vị giác ngộ cao tột cũng lại như vậy. Tuy có làm nhưng không có một cái nào thật. Vì sao? Thiện hiện, vì tánh của các pháp là không, đều như huyễn. Hết quyển thứ 49.